Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Wow, cuối cùng thì mình cũng đã xây xong rồi các bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phúc Cận TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và ngày hôm nay, chào mừng tất cả các bạn đã đến với một video vô cùng đặc biệt luôn. Các bạn thấy sau lưng mình có gì không? Đây, chắc chắn mấy bạn nào mà chơi game Roblox thì các bạn sẽ biết đây chính là Roblox đúng không các bạn? Đó, thì hôm nay mình đã xây ra một cái cánh cổng Roblox mọi người ạ. Nghe lạ không? Cánh cổng Roblox? Ủa là cái gì ta? Nghe lạ dữ vậy trời. Nhưng mà thật ra hôm nay á, Hero Team bọn mình mới vừa nghĩ một cái ý tưởng rất là hay. Đó chính là bọn mình sẽ xây ra những cái cánh cổng trò chơi. Và sau đó bọn mình sẽ vào trong những cánh cổng này. Bọn mình sẽ được dịch chuyển đến những cái trò chơi mà mấy bạn thích. Mấy bạn thích bọn mình chơi trò gì, bạn hãy comment trò đó xuống bên dưới. Thì mình sẽ vào trong cánh cổng đó và mình sẽ qua bên trò chơi đó để mình chơi nha. Ok, mấy bạn thích mình chơi trò gì nhớ comment nha bạn. À ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cánh cổng Roblox nha mọi người. Và đặc biệt hơn nữa, video hôm nay không phải có chỉ có một mình đâu, mà còn có các thành viên của Hero Team nữa cơ. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau vào cánh cổng Roblox thế nào. 3, 2, 1, vô. Rồi ok các bạn ơi, và bây giờ mình đã vào trong game Roblox rồi đây. Đó, bạn thấy không, cánh cổng Minecraft, từ Minecraft qua bên Roblox luôn. Chỉ có thể là độc lạ Bình Dương, Bình Dương có chế được cái cánh cổng đó thôi các bạn ơi. Ok, rồi. Mà các bạn chơi Squid Game Bình Dương, let's đúng vậy. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Squid Game. Và có một cái này mình thông báo cho gọi là Simi, Kairon, Sammy với lại Siro biết nè. Đó chính là chúng ta chơi Squid Game. Tuy là game thôi nhưng chúng ta sẽ nhận tiền thưởng là thật. Bao nhiêu là vấn đề nè. Từ từ để tôi nói. Ở trong phim Squid Game á, đó chính là một người á sẽ được một cái phần thưởng là bao nhiêu tiền đó, và sau đó là cộng lại hết lại với nhau. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là Hero Team bọn mình đã đang có 5 người đúng không? Thì 5 người mỗi người là 1 triệu, và nếu như ai giành chiến thắng là chức vô địch sẽ được 5 triệu đồng. Đó. Wow. 5 triệu luôn. 5 triệu. Tiền thật nha, tiền thật. Rồi, rồi ok. Cố lên. Và bây giờ mấy bạn sẽ có quyền chọn là một á là sẽ nhận tiền thật, hai á là sẽ lấy 5 triệu đó và nạp vào trong Roblox sẽ được tặng Roblox. Ok. Roblox. Tôi chọn nạp Roblox nha, tôi chọn nạp Roblox nha. Thôi okay. Chọn tiền tươi nha. Nhưng mà quan trọng là phải thắng đã. Rồi dịch chuyển nè. Ui, tôi thôi thật. Yeah. Cố lên. Bắt đầu thôi, bắt đầu thôi. Nha, nha. Cái thứ ba hả? Cái thứ ba. Cái thứ ba. Đúng rồi. Ok. Đúng rồi. Rồi. Ủa sao Phong? Ủa sao da Phong sẽ lẹt xe lét vậy? Tôi là người Bình Dương các bạn, thì gọi là tôi phải đọc lạ vậy chứ. Tôi màu xanh thế này, thấy bạn thấy mặt tôi đẹp trai không? Trời ơi, con mà nó là người bán giống nè. Trời ơi, một người thôi hả? Rồi. Ui. Nếu như đúng theo phim Squid Game thì trò đầu tiên là chỉ búp bê đúng không? Đèn xanh đèn đỏ. Chờ đèn xanh đỏ. Tôi là người tôi là chờ 50. Chào mừng đến với đèn xanh đèn đỏ. Ok. Và người nào là người sống sót sẽ được cái số tiền ở trong con heo đất này. Bà không cần nha Phong. Hấp dẫn thiệt. Mấy tờ heo kìa. Ủa heo kìa. Không cần nè. Ủa sao nó giá không đôi vậy mọi người? Ủa là từ sao? Từ phải có người chết thì mới tính hơn được. Đúng rồi. Ok ok. Được rồi, bọn tôi biết rồi. Bây giờ bọn tôi sẽ bắt đầu tham gia trò chơi nha. Anh đấu đen. Hãy okay. Làm theo cách của bạn đến trò chơi hả? Ồ, oh, vậy bây giờ mình sẽ di chuyển. Wow, y chang trong phim luôn. Đẹp ghê á. Wow. Tính ra nha là tôi không hiểu sao tôi đang cảm giác giống như là tôi đang nhập vào trong cái phim luôn mọi người. Tôi nhập vào vai diễn trong cái phim luôn mọi người. Wow. Xấu quá. Ui, cái Phong là da gì trong phim luôn á? Phong là da chùm cuối anh em. Đâu, tôi không phải chùm cuối đâu. Cái con số của chùm cuối vậy, tôi 398. Không phải rồi. 396. Rồi. 003 nè. Số của tôi hả? Tôi là ủa tôi không thấy số tôi ta. À đây tôi thấy rồi. Số tôi là 245 thì phải. Ơi số 245 là em của bạn ta. Ồ. Wow. Hello em. Chị bên xinh gái lắm nha. Chị bên bị xinh gái luôn á, giỡn hoài. Bấm ship để chạy nhanh nha mọi người, bấm ship để chạy nhanh nha. Ok, chạy nhanh hả? À rồi ok ok. Chạy. Ủa, vậy là mình thua là mình sẽ thua luôn đúng không? Đúng rồi. Wow, sợ nha. Thua thì coi người khác chơi, thua thì coi người khác chơi. Dạ. Nghe tiếng gì ta? 3 phút nè. Cứu mọi người, cứu lên. Thôi. Ok. Chạy chưa, đèn xanh. Chết lại. Tôi sợ. Đèn đỏ. Chạy. Đèn đỏ. Ui. Oh my god, đầu tiên thật sự luôn á trời. Đèn xanh.
Đèn đỏ. Oh my god. Đầu tiên quá. Đèn xanh. Tôi đi đây chạy thấy ăn màu đỏ cái nó giơ cái súng lên tôi hết hồn mọi người. Tôi và Siro đang là người dẫn đầu. Cố lên rồi, anh em mình phải giành chiến thắng rồi. Hai người bờ rồ nhất team cố lên nào. Yeah, qua được rồi. May quá. Mình đã qua được rồi mọi người ạ. Yeah, qua rồi. Hay lắm. Ui, vậy là không ai thua hết. Yeah. Ủa, có một người thua kìa. Có một người. Ồ, có một ông thua ngoài kia, có một ông thua ngoài kia đang nằm ngoài kia kìa, thấy không? Ủa, sao lên? Sao lên được? Ủa, giờ xong rồi, giờ sao mấy má? Ủa, giờ sao nữa? Từ từ, đợi xíu, còn cho cái thằng màu đỏ đỏ bảo vệ kia đi dọn xác đã. Ồ, vậy luôn hả? Wow. Ôi, đầy đủ rồi. Em mà công nhận có bao ông búp bê trong này sao kỳ vậy, mặc đồ mà sao đen đen vậy, giống chịu Wednesday vậy. Đẹp quá, đẹp mà. Ờ, sao mà sao mà chị búp bê ở trong đây nhìn không giống chị búp bê mà giống Wednesday với bạn. Wednesday. Có một người bị gạch tên được không? Oh my god. Ui thật quá. Ê thật quá à. Ôi, chị búp bê Wednesday đã gọi là tiêu diệt một người rồi mọi người ơi. Wow. Ok. Mày chính đã biến mất rồi. Rồi rồi, mình đi tiếp nè, đến trò chơi tiếp theo nè. Oh my god. À, trò chơi tách cát, còn chơi tiếp theo tách cát hay gì vậy mọi người? Tách kẹo rồi. Tách kẹo. Ủa trong phim tách cát hả? Người ta là tách kẹo, ông đi ông chơi tách cát luôn à. Rồi biết tách chừng nào mới ra hình đó. Đường nào mình lên trên hơn hả? Đừng cổ hả? Ok. Ôi, nhân phẩm nè, coi ai chọn cái dù nè. Ai chọn cái dù nè? Tôi không biết tôi sẽ là hình gì đây. Từ. Em tên Sương Nguyên bán một rô nè. Tôi sẽ chọn cái gì? Ok. Hai tụi mình cùng màu nè, tụi mình phải. Ủa sao chỉ có chắc em vậy, chỉ có chắc em mọi người. Hai ơi. Bạn tin mình không? Bạn qua đây với mình. Bạn tin mình không? Được, để mình qua đây với bạn. Qua đây với mình, bạn tin mình đi. Bảo đảm mình này là hình dễ. Mình đi. Rồi. Tôi bảo đảm với bạn luôn, cái là hình này là hình dễ, bạn tin mình đi. Được. Mình cứ tin này là cái hình hình tam giác hoặc là hình tròn thì ít ra cũng dễ. Hình gì đây? Ôi. Hình gì đây? Hình của mèo Simi là hình. Ôi. Có nhà. Không, cũng dễ. Trời ơi. Hình tam giác. Chết rồi, em tin anh. Bông bông. Trời ơi, xin lỗi bạn. Mình tin rô là đúng các bạn, Mọi người giữ chuột trái á, mọi người giữ chuột trái là nó sẽ bắt đầu tách, còn mọi người buông chuột trái là mọi người di chuyển chuột thoải mái nha. Ok. Trái. Ủa vậy giờ, ủa giờ sao sao cái anh nè, anh chưa đưa em hộp kẹo vậy vậy? Rồi là đưa rồi nè. Ok. Tôi không thua được, Ủa là vậy giờ mình tách sao, tôi không là mình tách cái đường bên ngoài. Tách theo cái đường. Cách chuột trái vô đây nè. Đó. Ủa vậy là mình đường này cũng mình chỉ cần mình tách mà mình chỉ cần mình vô tình mình đưa ra bên ngoài cái là mình thua hả? Không, đưa được mấy lần á. Đây. Tôi không đua được. Tại vì em đụng xem. Cái gì kẹo tôi nứt ra xíu rồi, cái kẹo tôi nứt ra xíu rồi. Cho tao bông ơi. Ông chọn ngay cái dù cái hình khó nhất luôn. Bông ơi kiếm tiền đi bông ơi. Rồi cố lên. Bình Dương, chúng ta là người Bình Dương. Cố lên. Làm được, tôi làm được. Em phải lấy được tiền để biến mình trở thành độc lạ bình thường. Đó là đã bình thường rồi. Mày quá lên. Đúng rồi. Ủa vậy được chưa? Ủa vậy là được chưa? Được chưa? Ôi được rồi. Được rồi. Tôi làm được rồi. Tôi làm được rồi các bạn ơi. Đầu tiên. Đau tim lắm luôn á, trời đau tim lắm luôn á. Ghê vậy chuối. Ghê hả? Hai người đi rồi. Ủa? Đau tim hả? Vậy còn mình thấy hả? Còn không 14 làm người ngoài heo tim. Ok.
Tắt đèn là gì? Oh my god, anh em hero team đỉnh quá. Anh em hero team đỉnh quá. Rồi bây giờ ông mà ra tới cái trò kéo co mới căng thẳng đó mọi người. Chúng ta bắt buộc phải thua rồi đúng không mọi người? Chúng ta là anh em, chúng ta có thể phản bội nhau mà đúng không mọi người? Không, vì tiền chúng ta sẽ sẵn sàng khỏi bạn gì phản bội nhau. Tôi sẽ về tình bạn, tôi sẽ bỏ tiền. Ok, mời bạn. Simi đang sử dụng sức mạnh tình bạn để chiến thắng đó. Không, Simi nói vậy thôi. Chứ thật ra Simi vẫn đang nuôi ý định sẽ giành chiến thắng. Ôi, mọi người tin tôi đi. Kéo co. Bây giờ sao đây? Chắc chắn là phải có người phải nằm xuống rồi. Mọi người à, tôi nói mọi người nghe. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù tôi có thất bại ở màn này thì mọi người hãy luôn nhớ rằng tôi lúc nào cũng xem mọi người như gia đình. Yên tâm đi, bạn mà có chết thì mình sẽ dùng cái số tiền đó để mua trái cây cho bạn. Ôi ôi, khác tim đâu. Ủa, anh em không đùi hả? À không. Ủa mà khoan từ, cái này chơi sao? Hai người kia được miễn. Em canh em nhấp vô cái thanh ở bên phải á. Nhấp theo canh, thanh bên phải. Sim biết chơi cái này không? Không ơi. Tôi với mẹ Simi sẽ đấu với nhau. Mẹ Simi. Oh my god. Từ đầu đến đầu tôi thua chắc rồi mà tôi không biết chơi vào này đâu. Con lên. Ủa cái này chơi sao? Chú nhớ cai được miễn kìa. Vui à. Ủa hãy từ cái này chơi sao? Cái này chơi sao? Tôi không biết chơi. Ủa? Anh em nhấp vô cái thanh ở bên phải á. Nhưng mà nó lên xuống là mình nhấp vô màu đỏ hay là màu xanh lá cây? Màu xanh. Trời ơi, tôi không biết nhấp, tôi không hiểu. Trời ơi. Em biết là ơi. Em thua rồi, từ để em xem được cái gì sẽ không đồng thua rồi. Mình thua rồi. No. Cách anh. Ok. Tích chuột. Ủa sao thấy rô càng lúc càng bị kéo ra ngoài vậy ta? Rồi, xong xíu rồi. Nhưng mà nếu như Sammy thắng, chắc chắn Sammy sẽ không chia tiền cho tôi đâu. Nhưng mà tôi vẫn tự hào về Sam. Ok, yeah. Oh my god, chúng ta Sam ơi. Thơm ơi, biết gì không? Thật ra là cái trò này sẽ không bao giờ có người chiến thắng đâu, biết tại sao không? Sao? Sao vậy? Bốn người sao qua được trò này cố kích? Không biết, hên xui. Khó nha, mình like chiếc mọi coi á. Mình like chiếc mọi coi á. Cầu kính nó có chục cái kính mà có bốn nữa là nhảy là hết. Bốn cái kính là thua rồi đó. Nó có gợi ý bên nào đúng bên nào sai. Khoan, từ. Bây giờ như thế này đi. Những người thua là gì? Mình và Siro thì phải đúng không? Siro giờ anh nghĩ là ai là người thắng? Anh hả? Anh nghĩ là Kairon. Ok, vậy anh em mình chọn Kairon đi. Anh em hỏi anh em mà chúng ta quyết định Kairon thắng. Trò này có hai cách chơi nha. Classic là bắn bi, còn on á, on ad á là sẽ chọn số chẵn số lẻ. Số chẵn số lẻ tức là đón cái bi của người ta. Đúng rồi. Ok, classic đi. Bắn lẻ cho chị. Classic thì là bắn bi, classic là bắn bi. Bắn bi ra, em bắn càng nhiều bi ra ngoài thì em càng thắng. Còn em bắn không có bi nào ra ngoài thì em thua. Cai ơi, cố lên Cai ơi. Yên tâm bạn ơi, mình làm được. Trời không thua được nha. Ôi Cai ơi, mà đấu với Simi là hai lai lắm à. Cai đơn mà đấu với Simi là hai lai nè. Cai ơi, nếu như bạn lấy được 5 triệu, nhớ phải bao mình và Siro đi ăn đó nha. Không ơi, Cai thắng chắc rồi, tại vì Sim với Sam đánh nhau kìa. Ủa vậy hả? Đâu, để coi Sim với Sam đánh nhau coi. Ồ. Không phải chơi sao? Em bắn chuột, em bắn chuột cho mấy viên bi á, cho cái lực càng lớn càng tốt. Rồi. My God, Để lên quen bắn xếp đi. Ok, tôi sẽ theo dõi Sammy coi. Rồi, xin đây rồi. Ủa sao vậy? Mèo Simi. Trời ơi, chị em tương tàn. Ơi, mọi người thấy cái cảnh này giống cảnh gì không mọi người? Giống cái cảnh ở trong phim á, khi mà hai bạn nữ không muốn đấu với nhau á đó. Nhưng mà cuối cùng Simi lại là người nằm xuống. Trời ơi. Ông ơi, biết gì không? Có này hai lai lắm nè. Hình như Kairon chọn chung cái trò chơi với Sam với Sim.
Nhưng mà Sam với Sim mới là người được chọn để đấu với nhau, còn Kai bị lẻ nên là Kai được miễn nữa. Wow, Kai được miễn 2 lần rồi đó. Sao giống trong phim vậy trời. Vậy thì bây giờ á, chúng ta chỉ còn có mỗi Sammy và Kairon mà một cái bạn nào đó tên là KZ kìa. Nếu như mà Sim Sam, nếu như mà Kairon và Sammy mà không thắng nữa thì coi như là bọn mình không ai được tiền hết luôn. Cầu kính mọi người ơi. Nhưng mà có anh Kai ơi, có anh. Gùng quá, gùng đi. Cầu kính này hơi khó nha. Cầu kính này căng nha. Cầu kính này còn bán đâu anh, còn bán thôi là... Bây giờ như thế này đi. Cầu kính là một trò Squid Game. Bây giờ mình tính thế này đi. Nếu như sau cái cầu kính này mà cả hai người Sammy với Kairon đều thua thì chúng ta sẽ coi ai là người sống sót lâu hơn qua cái cầu kính này thì người đó thắng. Ok. Vậy đi. Tại vì còn có 3 người cho nên chơi cầu kính cũng khó lắm á. Mọi người nhớ nha. Cái kính nào mà đi được nó sẽ chớp lên cái màu xanh lá. Để ý mà nhớ nha. Ừ. Để ý mà nhớ hả? Nhớ nè, nhìn. Đi nè. Nhưng mà lâu nó mới chớp một cái á nên là phải okay, nên là phải có nhiều cái đoán đó nha. Màu xanh lá hả? Ủa, thấy chỗ nào vậy? Mình không thấy đâu. Có góc những người có người thấy có người không. Cái này nó hơi xui ha. Trời ơi. Cái ông kia rơi hả? What? Kai ơi, quá Kai ơi. Rồi. Bên đây rồi thì vậy là hai người phải hợp tác với nhau rồi. Hai người phải hợp tác với nhau á. Rồi, đợi xíu. À, để nhìn thêm xíu nữa. Ở bên đây. Trời ơi, 2 phút, có 2 phút rồi Kai ơi, cứu. Ở bên đây. Ok, Kai đã thua, vậy là Sammy thắng chắc rồi. Nhưng mà để coi Sammy có vượt qua được không nha. Ngay chéo. Thắng luôn. Trời ơi, Kai nhảy chéo, Kai vừa chết. Rồi. Theo như tôi nghĩ là chắc sẽ là chéo á, tôi nghĩ là như thế, còn mọi người sao? Cho đèn. Cho đèn hả? Sao thấy đèn không? Sao bây giờ thấy đèn không? Thấy đèn nhưng mà không thấy màu, chịu rồi. Nhớ nha, thấy đèn phải nhớ nha. Đây hả, chéo. Đúng rồi. Từ. Đây. Đúng rồi. Sam ơi, 5 triệu, cố anh Sam ơi, 5 triệu lần á Sam ơi. Không có đèn luôn á, nó không chiếu đèn được. Cái bên này là cái thứ đèn hai. Đèn lâu lắm, khi nào đèn nó dội vô nó mới chớp màu lên. Ừ, thấy đèn rồi. Trời ơi. Mình à, cái bên này là có hai cái bên này nè. Đúng rồi nè. Trời ơi. Bên kia, biết bên kia rồi, còn chỗ này thôi em thắng à. Giờ đi cái này đi qua được là em biết bên kia là cái chỗ nào á. Em biết chỗ trước thôi. Ui, Sam ơi, 50 giây nữa kìa Sam ơi. Đóng hộp luôn rồi. Ok. Thôi không sao cả, không sao cả bạn ạ. Dù gì thì Sammy vẫn là người gọi là sống sót lâu nhất ở trong cái trò chơi này. Vâng, chúc mừng Sam. Sam đã là người giành chiến thắng. Dạ. Vậy thì Sammy sẽ được 5 triệu. Trời ơi. 5 triệu. Sam ơi, Sam có thể nào chia cho Phong 500 thôi được không? Cho xin 500 thôi. Tôi cho tôi sẽ cho ông 5.000. Ok, thôi được rồi. Rồi ok luôn. Ok bạn ơi, thì coi như video của mình ở đây rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào mà thích bọn mình làm thêm cái video về cánh cổng trò chơi nữa thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Với cái cánh cổng này á, khi chúng ta đi qua chúng ta sẽ được vào trong rất là nhiều những trò chơi khác nhau để chúng ta chơi. Không chỉ là Roblox đâu, có thể sẽ là những game khác nữa, cho nên là hãy comment xuống bên dưới cái game mấy bạn muốn mình chơi sẽ là game gì nha. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Tiếc quá, 5 triệu.